cái sự phát triển của xã hội nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em nhiều đến như vậy. Trong cái thời đại ngày nay thì trẻ dậy thì rất là sớm hơn cha mẹ rất nhiều. Những ngày xưa là nữ thập tam, nam thập lục, thì bây giờ trẻ em đã dậy thì có khi ở lớp 4, lớp 5 đã có thể dậy thì rồi. Vì vậy cha mẹ cần quan sát cái sự thay đổi ở trên cơ thể của con để kịp thời giúp con hiểu sự thay đổi trong cơ thể của mình, cũng như là để thích nghi với sự thay đổi và biết cách ứng xử với cháu. Đôi khi sự giao tiếp hàng ngày, chúng ta biết được cái sự phát triển của sinh lý, tâm lý của trẻ, chúng ta cũng biết cách hợp tác với con hơn là xung đột với con. Rất nhiều cha mẹ than phiền giai đoạn này có những cái xung đột mà xảy ra giữa cha mẹ con cái, đôi khi vì là chúng ta không có hiểu được cái tính cách của cháu, cái sự biến đổi tâm sinh lý của cháu ở giai đoạn này.